Tám sự thật bạn chưa biết về các nguyên tố. Những nguyên tố được tìm thấy trên Trái Phát và Sao Hỏa là gần giống nhau. Hydrogen là nguyên tố phổ biến nhất và nhẹ nhất trong vũ trụ. Acetatin là nguyên tố hiếm nhất trên trái đất. Chúng xuất hiện tự nhiên trong lớp vỏ trái đất với chưa đầy 25 gram trên toàn hành tinh. Ở thời cổ đại, các nguyên tố chỉ bao gồm lửa, đất, nước và không khí. Helium là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vũ trụ, nhưng lại rất hiếm ở trái đất. Technetium là nguyên tố đầu tiên được tạo ra bởi con người. Nó là nguyên tố được con người phát hiện ra nhờ tổng hợp với technetium có số nguyên tử 43 và ký hiệu là TC. Carbon chiếm tới 18% cơ thể người và lượng carbon đó đủ để làm ra khoảng 900 cái bút chì. Neon chủ yếu được tìm thấy trong các vì sao. Chỉ có một lượng rất nhỏ neon được tìm thấy ở vỏ trái đất.